giới thiệu với các bạn, đây là những cây bên mình đang có rất là nhiều. Vespa này, các bạn quá đẹp luôn, các bạn này quá chuẩn. Milan có rất là nhiều, còn màu trắng nữa. Ninja tương đối nhiều, Hitman rất nhìn rất đẹp, Vespa thì đẹp, Ninja trong này có cả Ninja các kiểu nữa, rất là nhiều. Đặng thời gian thì cứ qua bên mình xem xe. Vespa cũng có mấy con màu trắng đen này.